Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng bái bạch trên Sư Phụ, kính bạch trên Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Lời đầu tiên con xin được kính chúc trên Sư Phụ nhiều sức khỏe, kính chúc quý Phật tử có một ngày sám hối, thanh tịnh và an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, song song với quá trình phát triển của Phật giáo, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn, sự đấu tranh giữa các bộ phái Phật giáo diễn ra rất là gay gắt, và hình tượng Đức Phật được các trường phái xây dựng có một sự sai khác so với những gì mà chúng ta tìm thấy trong hệ thống kinh điển Nikaya của Nam truyền cũng như A Hàm của Bắc Tông. Chính trong sự phát triển đó, nó gây ra nhiều những tư tưởng tranh chấp mà trải qua đến mấy ngàn năm nay, con người ta vẫn không ngừng đấu tranh về cách sự bất bình đẳng giữa chư Phật với nhau. Cho nên hôm nay, con xin được gửi đến đại chúng một cái đề tài mang tên Chư Phật là bình đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, chư Phật có thể nói rằng một cảnh giới mà con người ta không thể nào nhận thức được khi chúng ta chưa chứng đắc được cái địa vị đẳng chánh giác. Nhưng dựa theo những bản kinh cổ xưa nhất, chúng ta có thể thấy ra được rằng không có một sự sai khác nào về mọi phương diện giữa các đức Phật. Trong bản kinh Củ La Đi Ca thuộc Tăng Chi Bổ Kinh 3.80, một thời Ngài Xá Lợi Phất đến gặp Đức Thế Tôn. Ngài thưa với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con tin tưởng Đức Thế Tôn đến mức con cho rằng ở đời quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, không có một vị sa môn hay bà la môn nào có thể hơn Đức Thế Tôn về phương diện giác ngộ. Khi đó Đức Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, có phải ông biết được các chư Phật trong thời quá khứ, hiện tại và tương lai, với tâm của ông biết tâm của các bậc đảnh chánh giác giới đức như thế nào, thiền định như thế nào, an trú như thế nào và giải thoát như thế nào? Khi đó Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con không có biết tâm của các bậc đẳng chánh giác quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng Bạch Đức Thế Tôn, con biết về truyền thống của các bậc chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, ví như một nhà vua có một thành trì ở biên cương. Thành này kiên cố và vững chắc, chỉ có một cửa ra vào duy nhất, trong đó có một người gác thành giàu kinh nghiệm. Người này chỉ cho những cái người quen mặt vào và không cho những người lạ mặt vào. Người này trong khi đi tuần có thể không biết được
các khe hở cho đến một con mèo có thể chui qua được. Nhưng người này biết chắc chắn một điều rằng tất cả những sanh vật to lớn muốn ra vào cái thành này thì phải đi qua cái cửa này. Bạch Đức Thế Tôn cũng thế, con biết các bậc đấng chánh giác quá khứ, hiện tại hay tương lai đều đã đoạn trừ được năm triển cái, như thật an trú trong bốn niệm xứ và thành đạt bảy giác chi, chứng quả vô thường đẳng chánh giác. Khi con đến với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói pháp cho con. Các pháp từ thấp đến cao đều sâu xa nhiệm màu hơn. Cho nên con đạt được lòng tin với vị bốn sư của mình, Bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói rất nhiều pháp vi diệu. Ngài nói về 37 phẩm trở đạo, nói về nhập xứ, nhập thai, về kiến định, về sự sai khác trong ký tâm, phân loại các loại người. Về kiến định, về tinh cần, về sự tiến bộ trong tu hành, về chánh hành trong ngôn ngữ, về giới hành của con người, sự tiến bộ trong tu tập, giải thoát trí của người khác, về thường trú luận, về túc mệnh trí, sanh tử trí và thần túc thông. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có ai hỏi con rằng trong quá khứ, trong tương lai có một sa môn hay bà la môn nào có thể hơn Đức Thế Tôn về phương diện giác ngộ, con sẽ trả lời rằng không, Bạch Đức Thế Tôn. Nếu có ai hỏi con rằng trong đời quá khứ, hiện tại, tương lai có một sa môn bà la môn nào có thể bằng Đức Thế Tôn về phương diện giác ngộ, con sẽ trả lời rằng có, Bạch Đức Thế Tôn. Nếu có ai hỏi con rằng trong đời hiện tại có ai bằng Đức Thế Tôn về phương diện giác ngộ hay không, Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ trả lời rằng không, thưa Đức Thế Tôn. Bởi vì chính con được nghe trước mặt Đức Thế Tôn rằng trong một thế giới sẽ không có hai trường hợp, hai bậc đẳng chánh giác ra đời dù là trước hay sau. Sự kiện này là không có. Qua bài kinh này chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài tin tưởng một cách sâu chắc về Đức Thế Tôn như vậy. Và Đức Thế Tôn, Ngài cũng thừa nhận rằng những lời nói của Xá Lợi Phất là chân thật, là không xuyên tạc Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật quá khứ, hiện tại và tương lai, các ngài đạt được cái cảnh giới giải thoát, an trú trên mọi phương diện bình đẳng như nhau, không hề có một sự sai khác nào. Có nhiều quan điểm cho rằng công đức phước báo hào quang thọ mạng của chư Phật có sự sai khác là do bổn nguyện và công đức tu tập cầu đạo đời trước có sai khác, cho nên khi thành Phật có sự sai khác. Quý vị thấy cái
quan điểm này nó có sự mâu thuẫn đối với những lời Ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật đàm luận trong bản kinh của La Ly Ca hay không? Nếu nói về hào quang của Đức Phật, chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng để thể hiện, để chứng minh một cách xác thực nhất về sự bình đẳng, về hào quang giữa chư Phật qua bài kinh từ Hoan Hỷ số 28 thuộc Trường Bộ Kinh. Một hôm, Ngài A Nan có đến gặp Đức Thế Tôn và thưa với Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chính con nghe từ miệng Đức Thế Tôn, đệ tử của Phật Thi Khí là A Bi Hủ, đứng trên quả trời Phạm Thiên, ông có thể làm cho tiếng của mình nghe xa khắp 1.000 thế giới. Bạch Đức Thế Tôn, còn các Đức Thế Tôn có thể làm cho tiếng của mình nghe xa bao nhiêu? Khi đó Đức Phật mới nói rằng: Này A Nan, vì đó chỉ là đệ tử. Còn các Đức Thế Tôn là vô lượng, Như Lai có thể làm cho tiếng của mình nghe xa khắp 3.000 đại thiên thế giới. Này A Nan, ông có nghe đến tiểu thiên thế giới hay không? Xa cho đến ánh sáng của mặt trăng và mặt trời xoay quanh quỹ đạo của chúng, chói sáng và chiếu sáng khắp 4 phương. Như vậy là 1.000 thế giới. Và trong đó có 1.000 mặt trăng, 1.000 mặt trời, 1.000 bốn châu thiên hạ, 1.000 các quả trời như tứ thiên vương cho đến giả ma đâu xuất hóa lạc, rồi đến quả trời phạm thiên, tất cả đều có 1.000 danh xưng như vậy, được gọi là tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, và 1.000 trung thiên thế giới là một đài thiên thế giới. Như Lai có thể làm cho tiếng của mình nghe xa khắp tam thiên đài thiên thế giới, hay xa hơn nếu muốn. Khi đấy Ngài A Nan với Bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế làm sao mà Đức Thế Tôn có thể làm cho tiếng của mình nghe xa khắp 3.000 đại thiên thế giới như vậy? Đức Thế Tôn mới nói rằng: Trước khi chiếu ánh sáng tới, Thế Tôn phóng hào quang của mình đến 3.000 đại thiên thế giới, đến khi các chúng sanh nơi đó có thể nhận thức được ánh sáng đó, sau đó phát ra âm thanh để cho chúng sanh khắp 3.000 đại thiên thế giới có thể nghe được. Khi Đức Thế Tôn nói lên cái lời này, Tôn giả Yêu Đà Di mới tán thán rằng: Đức Thế Tôn quả là bậc thiếu dục, Ngài có đại oai thần lực nhưng Ngài không có tỏ lộ. Qua bài kinh này quý vị thấy đấy, về cái hào quang của chư Phật và hào quang của Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nó có sự sai khác như thế nào không? Đức Phật nói rằng: Nếu muốn, ta có thể làm cho ánh sáng và âm thanh của mình chiếu xa 3.000 đại thiên thế giới, hoặc xa hơn
nếu muốn. Cho nên nếu mà nói rằng có vị Phật nào hảo quang, thù thắng đến tam thiên đại thiên thế giới thì cũng không thể nào vượt qua được Đức Phật Bốn Sư của chúng ta. Vì cái hào quang của Ngài là vô lượng, nó không có sự ngăn cách bởi không gian. Tại sao hào quang của chư Phật bình đẳng như vậy mà người ta vẫn nhìn rằng nó có sự sai khác? Đây có thể là sự hiểu lầm của các nhà dịch thuật hay các nhà xiến dương truyền thống tông phái. Sở dĩ hào quang của chư Phật, ví dụ như hào quang của Đức Phật A-di-đà, được mệnh danh là tối tôn đệ nhất, không phải bởi cái oai đức thần lực của Đức Phật A-di-đà thù thắng hơn chư Phật khác, mà ánh sáng của chư Phật thù thắng hay có hạn lượng là do cái chúng sanh nơi chư Phật giáo hóa, cái phước báo, cái hào quang thọ lượng của họ như thế nào thì chư Phật ở nơi đó có sự thể hiện cho tương đồng. Chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều dẫn chứng trong kinh Tạng Nikaya. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói rằng Ngài đã từng đến 100 hồi từ cung trời Phạm Thiên cho đến các quải trời thấp hơn như Tứ Thiên Vương, rồi đến các giai cấp như Sát Đá Lì hay Thủ Đà La. Tất cả các pháp hội này Ngài đều đến cả hàng trăm hội. Ánh sáng của họ, dung sắc của họ, lời nói của họ như thế nào thì lời nói của Đức Thế Tôn như thế. Trong Tương Ưng Bộ Kinh 5.195 bài kinh Pinji Janda có 500 vị Lichavi đến gặp Đức Thế Tôn. Họ mặc rất là nhiều các màu áo rất là sặc sỡ, xanh vàng đỏ trắng, rất là rực rỡ. Nhưng Đức Thế Tôn đứng trong cái hội chúng ấy, ánh sáng của Ngài nó vượt xa ánh sáng của các vị Lichavi kia. Trong Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói người Lichavi đấy, cái hình tướng dung mạo của họ nó đẹp và nó thù thắng giống như chư thiên trời 33 vậy. Nhưng mà khi gặp Đức Phật thì ánh sáng của họ bị lu mờ. Không phải Đức Phật chỉ có sự thù thắng hơn đối với chư thiên, đối với loài người về ánh sáng, mà ngay cả những vật sáng chói như vàng cũng bị lu mờ trước ánh sáng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong Đại Niết Bàn Kinh, khi Đức Phật du hành về thành Kusina, Ngài có gặp hai người thương gia và Đức Phật thuyết pháp cho hai vị này với sự hoan hỷ và thành kính với Tam Bảo. Hai vị này đã dâng lên Đức Phật hai bộ y kim sắc. Nhưng khi Ngài A Nan mặc cái tấm y kim sắc lộng lẫy này vào kim thân của Đức Thế Tôn thì cái tấm áo này nó bị ánh sáng của Đức Thế Tôn làm mờ đi. Cho nên chúng ta thấy rằng
cái ánh sáng của chư Phật sở dĩ mà có cái sự sai khác như vậy là do cái sự tùy thuần chúng sanh mà thành ra như vậy. Chứ không phải là ánh sáng của chư Phật nó có hạn lượng. Vị này không thù thắng hơn vị kia. Nếu như Đức Phật của chúng ta mà thể hiện đúng với cái hào quang của Ngài, thì trong cõi tam thiên đại thiên thế giới này sẽ không có một chúng sanh nào có thể nhìn thấy Ngài, thưa quý vị. Tại sao mà con có thể khẳng định được cái điều này? Chính trong Đại Niết Bàn Kinh thuộc Trường Bộ Kinh số 16, khi Đức Phật sắp Niết Bàn, thì có một vị thị giá của Đức Phật là Upavana. Vị tôn giá này đứng hầu Đức Phật, Ngài đứng trước mặt của Đức Phật, khiến cho các vị thiên thần đến để chiêm ngưỡng cái hình tượng của Đức Phật trước khi Ngài Niết Bàn phải than khóc. Cho nên Đức Phật mới mắng Ngài Upavana: này Upavana, đừng có đứng trước mặt ta. Khi đó Ngài A Nan mới tò mò rằng vì Upavana này đã làm thị giá cho Đức Thế Tôn nhiều năm, nhưng tại sao trong cái giờ phút cuối cùng Đức Thế Tôn lại quả trách vị này như vậy? Đức Thế Tôn mới nói rằng trong bán kính 12 do tuần, các thiên thần về đây để chiêm ngưỡng dung sắc của Đức Thế Tôn kín đến dù một kẻ chân tóc cũng không có một điểm hở nào. Các vị này đang than khóc bởi vì thị giá này có đại oai thần lực. Vị này đứng trước mặt Đức Thế Tôn khiến họ không thể nào ngắm nhìn được cái dung sắc của Đức Thế Tôn. Quý vị thấy đó, đối với các bậc chư thiên, họ có thiên nhãn thông, họ có thể nhìn qua được cả núi, cả sông, họ có thể nhìn qua được mọi thứ. Nhưng mà họ lại không thể nào nhìn qua được một vị thị giá của Đức Thế Tôn. So với hào quang của một đệ tử của Đức Thế Tôn và hào quang của Đức Thế Tôn, nó có một sự sai biệt rất là lớn. Không thể nào mà một vị A-la-hán có thể thắng vượt hơn Đức Thế Tôn về ánh sáng được. Cho nên chúng ta có thể hiểu được rằng nếu như Đức Phật Ngài thể hiện cái ánh sáng của mình đúng như những gì mà Ngài đạt được, thì những chúng sanh khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới này cũng không ai có thể nhìn thấy Ngài được. Cái hào quang của Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật là đồng đáng như vậy, thưa quý vị. Bởi vì muốn chứng được cái địa vị Phật đó, một vị Bồ Tát phải tu bốn đại ai tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới có thể thành tiểu được. Đấy là cái khoảng thời gian thấp nhất đấy, quý vị. Còn nói về tuổi thọ thì sao? Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Ngài thọ bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu, thưa quý vị? Bao nhiêu tuổi thì Đức Phật của chúng ta Niết Bàn?
80. Cái thọ lượng của Đức Phật mà có 80 thôi. Mà trong khi đấy, cái tuổi thọ của trời Tứ Thiên Vương là 500 tuổi. Và một ngày một đêm ở cái cõi trời thấp nhất đó bằng 50 năm dưới hạ giới chúng ta. Nếu nói rằng cái tuổi thọ của Đức Phật mỏng hơn các chư Phật khác hay mỏng hơn cả chư thiên, theo một cái nghĩa hiểu đơn giản thì chúng ta không thể nào nhận ra được cái phước báo về thọ lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong bản kinh Niết Bàn, Ngài có nói với Ngài A Nan rằng: Này A Nan, một người tu tập liên tục, bền bỉ, vững chắc, điêu luyện bốn thần túc, người này nếu muốn có thể sống một kiếp hay phần còn lại của kiếp. Mà quý vị biết không, một kiếp nó là dài dài vô tận. Có thể lấy một cái ví dụ trong bài kinh Hột Cải, Đức Phật Ngài nói về một kiếp, ví dụ như một cái thành dài một do tuần, cao một do tuần, trong đó chứa đầy một cái thành như vậy, toàn là hột cái thôi, cao quá cái chóp đầu của mình đến này. Cứ 100 năm người ta lấy đi một hạt, cho đến khi mà họ lấy hết cái số đó đi thì vẫn chưa hết một kiếp. Hay một tòa núi cao một do tuần, ngang dọc một do tuần, cứ 100 năm người ta lau một cái, mà đến khi mà lau hết cái quả núi đấy vẫn chưa hết một kiếp. Thì quý vị thấy như thế nào? Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài muốn sống lâu, thọ lượng giống như chư Phật khác, thì Ngài có thể đạt được giống như chư Phật khác. Không có cách gì sai khác ở đây. Đó là cái sự bình đẳng về thọ mạng của chư Phật. Còn về cái sự giáo hóa của chư Phật thì sao? Tất cả các chư Phật mà chúng ta vừa rồi được nghe đấy đều tu tập đoạn trừ năm triền cái, đều an trú vào bốn niệm xứ, đều thành tựu trong bảy giác chi, đều đặt cái nền tảng của sự giác ngộ, giải thoát và sự giáo hóa trên cái nền tảng 37 phẩm trở đạo. Không có một vị Phật nào là không sử dụng tứ đế để giáo hóa. Trong bản kinh Đại Bốn thuộc trường Bộ Kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giới thiệu về một vị Phật quá khứ tên là Vipassi. Vị Phật này sống cách thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 91 ức kiếp. Vị này cũng tu tập và cũng thành đạt, cũng giáo hóa chúng đệ tử dựa theo cái nền tảng tứ diệu đế. Gần như chúng ta thấy rằng cuộc đời của Đức Phật Vipassi hay sáu vị Phật thời quá khứ được Đức Phật nói trong bản kinh Đại Bốn
không hề có một cái sự sai khác nào. Gần như từ những cái điểm như tám tướng thành đạo trong cái sự giáo hóa của các ngài nữa đều giống nhau, bởi vì chư Phật giáo hóa theo một truyền thống cổ xưa. Ngay đến thời của Đức Phật đấy, Thích Ca của chúng ta, thì ngài cũng sử dụng các truyền thống này. Chúng ta có thể thấy được nó ở trong bán kinh Tướng Quân Siha, trong Tương Ưng Bổ Kinh 4. Khi Tướng Quân Siha đến gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn sau khi ngài thuyết về bố thí, về các cõi trời, ngài thuyết về sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô hay sự xuất ly, thì sau khi mà ngài thấy Tướng Quân Siha này tâm đã được an trú xa lời năm triền cái, khi đó ngài mới mang cái pháp mà được ba đời chư Phật tán thán ra trao cho Tướng Quân Siha, đó chính là pháp Tứ Diệu Đế. Thế nên trong cái sự giáo hóa của chư Phật cũng là bình đẳng. Người ta cho rằng Tứ Diệu Đế là pháp của bậc tiểu thừa, chỉ dành cho hàng thanh văn. Đây là một quan điểm sai lầm, thưa quý vị. Nếu như chúng ta nhìn về quan điểm của các nhà Tịnh Độ Tông, được xem là đại thừa, và Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là một trường đại học để giáo dục các bậc tu hành thành Phật, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái giáo pháp Tứ Diệu Đế này cũng được Đức Phật A-di-đà đề cao, xem nó là căn bản của sự tu tập ở thế giới này. Quý vị thấy đó, thế giới Tây Phương Cực Lạc từ chim, cây, rừng, núi, sông, nước, hồ, ao đấy, hàng ngày phát ra những tiếng gì, thưa quý vị? Phát ra những tiếng gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bổ đề phần, bát chánh đạo phần. Xin hỏi quý vị, cái đó là cái gì? Cái đó có phải là tứ đế hay không? Nếu nói như tứ đế là pháp tiểu thừa, thì tại sao một trường đại học đào luyện những con người thành Phật lại sử dụng tứ đế làm nền tảng căn bản? Ngay trong Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh cũng rất là đề cao một chi phần thuộc Tứ Diệu Đế, nói rằng ai chưa chứng được sơ thiền thì chứng được sơ thiền, ai chưa chứng được nhì thiền, tam thiền, tứ thiền thì chứng được tam thiền, tứ thiền, ai chưa chứng được a duy việt trí thì chứng được a duy việt trí. Gần như trong sự giáo hóa của chư Phật về phương pháp không hề có sự sai biệt ở đây, và trong sự thành đạt cũng không có một sự sai biệt nào cả, thưa quý vị. Chúng ta thấy rằng không có một vị Phật nào trong quá khứ, ở hiện tại hay trong tương lai lại không tu tập thành tiểu Tứ Diệu Đế. Thực ra chúng ta thấy những cái sự sai biệt trong tư tưởng
của các nhà xiển dương tư tưởng Phật giáo sau này có nhiều sự sai biệt khác nhau. Cái này nó bị ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố. Quý vị thấy không? Thế tại sao trong hệ thống kinh điển, kinh nào cũng là vua trong các kinh, và các truyền thống nào cũng đề cao vị Phật của mình là tối tôn đệ nhất? Quý vị suy nghĩ gì về điều này? Đây là do cái tư tưởng xiển dương cái tông phái của mình, muốn tông phái của mình là đệ nhất, thắng vượt hơn các tông phái khác, cho nên họ đưa ra những cái tư tưởng sai biệt. Hay nó còn chịu bởi cái sự chi phối trong cái quá trình Phật giáo phân chia trong thời kỳ bộ phái. Sau khi Đức Phật Niết Bàn đấy, mới đầu phân chia ra làm hai bộ phái chính là Theravada và Mahayana. Sau này thì từ hai cái bộ phái này, nó được nhân lên đến 20 bộ phái. Theo Kathavatthu đấy, nó còn được phân chia đến 30 mấy bộ phái. Nhưng mà một số bộ phái nó chỉ tồn tại vài trăm năm, hay vài chục năm. Cho nên người ta chỉ ghi lại có được chi tiết khoảng 20 bộ phái thôi. Mỗi bộ phái thì họ có một quan niệm nhìn nhận về chư Phật có sự sai biệt. Cho nên chúng ta mới thấy được cả có những sự phân biệt như bây giờ. Nó cũng ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan khác, như cái sự đồng hóa của Bà La Môn giáo. Khi Bà La Môn giáo phục hưng ở Ấn Độ, họ ngấm ngầm muốn triệt tiêu Phật giáo, cho nên mà họ đưa ra một cái khái niệm mang tính đồng hóa rất là thâm đậm. Họ quay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là hóa thân của thần Vishnu, hóa thân thứ 9, thưa quý vị. Chính những tư tưởng của ngoại đạo này nó xuyên thủng vào cái hệ thống tư tưởng của Phật giáo. Nó đưa ra những cái tư tưởng trái ngược như vậy ở trên nhiều phương diện, cũng như trên mặt chính thống của các bộ phái, làm cho con người ta có cái sự phân biệt đấu tranh thông qua các hình tượng của Đức Phật. Cho nên chúng ta là những người Phật tử, khi chúng ta nhận mình là con Phật thì chúng ta phải am hiểu về truyền thống, về lịch sử của chư Phật mà chúng ta theo. Như thế chúng ta sẽ không bị rơi vào sai lầm phân biệt khi cho rằng vị Phật này thù thắng hơn vị Phật kia, về phương diện này, về phương diện kia, để rồi chúng ta sanh ra trần lao phiền não, đấu tranh về tư tưởng với nhau. Nhìn sâu về những tư tưởng, về những dữ liệu được ghi chép lại trong những bản kinh cổ xưa, chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng chư Phật là bình đẳng về tất cả mọi phương diện. Cái sự bình đẳng này có thể nói nó giống như nước trong sông khi chảy về biển đều có một vị mặn. Trong giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị là vị giải thoát. Quả vị Phật là quả vị tối
thường trong nhất quả vị tối thắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị có một ngày sám hối, thân tâm an lạc, thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.